Toàn cảnh tòa nhà tọa lạc tại vị trí Kim Cương ở Hà Nội bị bỏ hoang gần 10 năm khiến nhiều người tiếc nuối. Đây đơn giản chỉ là một tòa nhà bỏ hoang, nhưng lại là một trong những tòa nhà bỏ hoang nổi tiếng bậc nhất Hà Nội do vị trí đắc địa của nó. Dự án có tên là Vicem Tower, trị giá hơn 2.700 tỷ đồng này, nằm ngay mặt đường Phạm Hùng, Vành Đai 3, cạnh tòa nhà Keng Nam Landmark 72. Trong khi tháp Keng Nam Landmark 72 hiện đại, hào nhoáng bao nhiêu, thì dự án chơi khung này lại ảm đạm và thê thảm bấy nhiêu. Chủ đầu tư của dự án này là Tổng Công ty Xi măng Việt Nam Vicem, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2010, được khởi công xây dựng vào tháng 5 năm 2011 với quy mô 31 tầng nổi, 4 tầng hầm, nằm tại một vị trí rất là đắc địa của khu đô thị mới Cầu Giấy. Vicem muốn xây dựng một tòa tháp trung tâm làm văn phòng cho tổng công ty và các đơn vị thành viên, có trung tâm thương mại, khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm. Tuy nhiên sau 5 năm xây dựng thì dự án bất ngờ ngừng thi công vào năm 2015 khi chỉ mới xây xong phần thô, và tòa tháp trở thành một trong những cái biểu tượng của những công trình giang dở bỏ hoang tại Hà Nội. Thực ra nếu dự án nằm tại một cái góc khuất nào đó thì ít ai để ý mấy, nhưng tòa nhà này lại nằm sát Vành Đai 3 cạnh tòa tháp Keng Nam nên càng thêm tương phản và nó thu hút sự chú ý của người dân. Trong suốt những năm qua thì chủ đầu tư cũng đã nhiều lần xin chuyển nhượng dự án này cho đơn vị khác và cũng đã được chấp thuận, nhưng vẫn chưa tìm được đối tác nào. Gần đây thì họ lại xin đơn vị chủ quản và thủ tướng được tiếp tục đầu tư dự án này, nhưng mà mưa gió mãi mà vẫn chưa thấy có cái động tĩnh gì. Có lẽ là vẫn chưa xong các cái thủ tục để có thể tái khởi động dự án sau 9 năm bỏ hoang này. Phải nói rất là lãng phí và dự án đang làm xấu bộ mặt đô thị trong suốt những năm qua. Thực ra ở đối diện Vicem Tower bên kia Vành Đai 3 cũng có một tòa tháp bỏ hoang tương tự. Nó có tên là Apex Tower, cao 27 tầng, đã bỏ hoang khoảng hơn 15 năm kể từ ngày khởi công. Tuy nhiên tòa nhà đấy đã kịp ốp kính trước khi bỏ hoang nên ít người để ý. Hiện tại thì mình vẫn đang dõi theo các cái tòa nhà bỏ hoang tại Hà Nội tương tự như thế này. Hy vọng nó được hồi sinh để đỡ xấu bộ mặt đô thị và tránh lãng phí. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Mình là Biển của Hà Nội 24 giờ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo.